Dạ, chào anh, mời anh ngồi. Dạ, chào bác sĩ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Vi. Hôm nay tôi sẽ khám cho anh. Anh có thể nói cho tôi biết anh tên gì, bao nhiêu tuổi không? Dạ, tôi tên Trần Quang Minh, 28 tuổi. Dạ. Thế anh Minh, anh hiện nay đang làm nghề gì? Hiện thì tôi đang làm công nhân tỉnh nước chưa anh? Hôm nay anh bị gì mà anh lại đến đây khám vậy anh Minh? Dạ, thì tôi bị đau bụng từ tối qua tới giờ vẫn không hết. Vẫn chưa khỏi luôn. Dạ. Anh có thể nói rõ hơn về diễn biến cơn đau không? Dạ, thì lúc đầu á thì mình đi làm về tôi bắt uống bình thường, sau đó khoảng 8 giờ thì tôi đau bụng, tôi nghĩ một chốc sẽ hết á, nhưng mà càng lúc càng đau, đau suốt đêm không ngủ được, tới sáng á thì tôi không chịu nổi nữa, tôi nằm phải vô viện. Vậy thì anh có thể mô tả rõ hơn về cơn đau cũng như các triệu chứng đi kèm theo với nó không? Dạ, thì lúc đầu á thì cơn đau bắt đầu ở vùng bụng bác sĩ, bây giờ thì nó lan xuống tới vùng bụng bên phải, đau bác sĩ. Đau lắm ạ. Vậy thì trước khi tới đây anh có uống thuốc hay là điều trị cái gì không? Uống thuốc thì trước khi tới thì tôi có uống 3 đôi để những năm mà không bớt. Vậy thì anh có thấy cái gì kèm theo nó như là sốt, ho, buồn nôn hay không? Thì tôi có cảm thấy là không buồn nôn với lại là có sốt buồn nôn. Thế anh Minh, thì trước đây anh có bao giờ bị đau bụng nặng như thế này chưa? Dạ chưa hả bác sĩ. Chưa hề luôn. Dạ. Anh có nghĩ cái nguyên nhân gì mà khiến cho anh bị đau như thế này không? Dạ, không rõ nữa. Mà gần đây thì công ty tôi đang tăng ca, có việc rất là áp lực. Bởi vì tôi ăn uống không có đúng cách, không biết đó có phải lý do không bác sĩ? Tôi cũng nghĩ đó là một lý do để gây ra cơn đau bụng của anh. Thế anh có bao giờ bị mắc bệnh hay là nhập viện bao giờ chưa? Dạ chưa hả bác sĩ. Chưa hề. Dạ. Vậy thì anh có thể nói cho tôi biết về cái sở thích cũng như cái hoạt động hàng ngày của anh không? Sở thích hàng ngày? Thì tôi hút thuốc lá. Ngày thì tôi hút khoảng chắc nửa gói. Hút cách đây 8 năm rồi, từ năm 20 tuổi. Còn rượu thì tôi có uống một ít, chỉ uống nhiều nhưng mà tiệt tùng thôi. Thỉnh thoảng thì tôi cũng muốn chơi đá banh. Chơi đá banh cũng tốt. Nhưng mà tôi thấy anh là một người uống thuốc khá là nhiều. Dạ. Thế trong gia đình của anh thì có ai đã từng mắc bệnh gì chưa? Dạ chưa hả bác sĩ. Chưa hề. Dạ. Còn bố mẹ anh thì sao? Bố mẹ tôi cũng khỏe. Thế bây giờ anh đang độc thân hay là kết hôn rồi? Dạ, tôi vẫn còn đang độc thân bác sĩ. Thế anh Minh thì trước nay là anh có uống thuốc hay là điều trị gì? Hiện tại ấy, anh có uống thuốc hay là điều trị gì không? Dạ không. Anh thì có dị ứng với thuốc gì không anh Minh? Dạ không bác sĩ. Không. Dạ. Vậy thì anh Minh, theo những gì anh vừa nói với tôi thì tôi xin tóm tắt lại như sau. Là anh bị đau bụng từ tối hôm qua đến giờ và sau khi ăn. Anh bị đau từ ở ngay vùng rốn và sau đó lan ra cái bụng dưới bên phải. Có kèm theo sốt nhẹ và buồn nôn, đúng không ạ? Dạ. Đau liên tục và dữ dội. Dạ. Vậy thì mời anh sang phòng kế bên để tôi tiến hành khám bụng cho anh. Chào anh Phúc. Dạ chào bác sĩ. Tôi là Lê Ngọc Phú, bác sĩ khoa ngoại tiêu hóa. Hôm nay thấy trong người thế nào rồi? Dạ đỡ như bác sĩ. Ồ, vậy phiền anh cho tôi khám bụng để nhận định đúng chỗ đau của anh. Dạ bác sĩ. Đầu tiên trong khám bụng ta sẽ thực hiện khám toàn trạng bệnh nhân, quan sát màu sắc da niêm, xem bệnh nhân có xanh xao, tím tái hay vàng da không. Xanh xao trong khí máu ta sẽ thực hiện nghiệm pháp ứng kẽ giường móng tay bệnh nhân. Móng tay bệnh nhân hồng trở lại trong vòng 2 giây, đây là bình thường. Kết hợp với đó ta sẽ kiểm tra kết mạc mắt bệnh nhân. Phiền anh nhìn lên trên. Thấy kết mạc mắt bệnh nhân vẫn hồng, đây là bình thường. Cùng với đó ta sẽ thực hiện kiểm tra củ mạc mắt bệnh nhân, xem bệnh nhân có bị vàng của mạc mắt không. Phiền anh mở to mắt ra. Thấy củ mạc mắt bệnh nhân không bị vàng. Ta kiểm tra mặt trong bàn tay, da cẳng tay, ta thấy bệnh nhân không bị vàng da. Ta kiểm tra bệnh nhân có bị tím tái không bằng cách nhìn vào móng tay, nhìn vào môi và lưỡi. Phiền anh lè lưỡi ra. Cùng với đó ta sẽ thực hiện kiểm tra các bất thường từ khóe miệng,
răng, lợi và lưỡi. Rồi, ta không thấy bệnh nhân có các bất thường và cũng không thấy bệnh nhân có bị tím tái. Bây giờ ta sẽ thực hiện kiểm tra móng tay bệnh nhân có các hình dạng bất thường như là móng tay dù trống, móng tay trắng, móng tay lõm. Ở đây ta không thấy móng tay trắng hay lõm. Anh hãy làm như tôi. Ta không thấy móng tay bệnh nhân bị móng tay dù trống. Rồi, ta sẽ nhìn vào lòng bàn tay xem bệnh nhân có lòng bàn tay son hay bàn tay còi súng không. Ở đây ta không thấy bệnh nhân có lòng bàn tay son hay còi súng. Cuối cùng trong khám toàn chạy ta sẽ thực hiện khám hạch bệnh nhân. Sờ thấy hạch là bất thường. Ta không thấy bất thường. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu khám bụng nhanh. Phiền anh nằm xuống cởi áo ra. Anh hãy nằm thẳng, hai tay buông thõng về thân mình, hai chân cong. Hít thở đều, bộc lộ bệnh nhân từ mũi ức đến hai nếp bạn. Rồi, thứ tự trong khám bụng sẽ là nhìn, nghe, gõ và sờ. Nhìn bụng để nhận định hình dạng và những bất thường từ hành bụng bệnh nhân. Quan sát đường viền hai bên bụng bệnh nhân xem bệnh nhân có các bất thường như chướng, căng, to, bè hay lõm thuyền không. Ở đây ta thấy bệnh nhân bình thường, rốn không lồi, không rỉ dịch, không có tuần hoàn bàn hệ. Quan sát màu sắc da niêm, màu sắc, sự thay đổi màu sắc da và lớp môi dưới da. Ta thấy bệnh nhân không có các bất thường. Màu sắc da bụng giống với màu sắc da thành ngực. Không có vết rạn da, không có vết sẹo mổ cũ. Kiểm tra bệnh nhân có các khối phồng của hát vị. Phiền anh hãy ho. Thấy bệnh nhân không có các bất thường của các khối hát vị. Kiểm tra sự di động của hành bụng trước theo nhịp thở, nhìn nghiêng tiếp tiến với hành bụng. Ở người bình thường, bụng sẽ phình lên khi hít vào, lõm xuống khi thở ra. Ở đây bụng bình thường. Tiếp theo ta sẽ thực hiện nghe bụng. Kỹ thuật đặt phần màng ống nghe vào phía dưới bên phải bụng bệnh nhân, phía dưới mũi ức. Chú ý lắng nghe, nghe dần dần xuống phía dưới. Trong khi nghe, cần đặc biệt chú ý vị trí để nghe âm thổi động mạch chủ, động mạch thận. Nghe nhu động ruột, ta sẽ nghe ở vị trí giữa bụng và một phần tư dưới phải, nơi vị trí của van hồi manh tràng. Nghe trong vòng 2 phút. Ở người bình thường, nhu động ruột là từ 5 đến 34 lần một phút. Ở đây là bình thường. Ta sẽ thực hiện nghiệm pháp ốc ách. Sáng nay đã ăn sáng chưa? Chưa có xin. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện nghiệm pháp ốc ách. Nghiệm pháp ốc ách âm tính. Bước tiếp theo ta sẽ thực hiện gõ bụng. Gõ bụng mục đích là để nhận định kích thước của các tạng trong ổ bụng và các bất thường như thủng tạng rỗng và dịch trong ổ bụng. Kỹ thuật ta sẽ gõ một cách có hệ thống, gõ từ trên xuống dưới, từ phải sang trái hoặc gõ từ rốn ra theo hình nang hoa. Ở đây tôi sẽ gõ theo hình nang hoa. Thank you.
trong khi gõ cần nhận định vùng gõ đục và vùng gõ vang. Bình thường vùng gõ vang là vùng quanh rốn, vùng gõ đục là vùng cả các tạng như gan và lách. Gõ để xác định chiều cao gan, ta sẽ gõ theo đường trung đồng phải từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Khi nhận thấy có sự thay đổi của âm gõ vang và vùng gõ đục, bình thường chiều cao gan trên đường trung đồng phải là từ 10 đến 11 cm. Ở đây là bình thường. Rồi, ta sẽ thực hiện sờ bụng. Sờ bụng mục đích là để nhận định mật độ và mật độ hình dạng của các tạng trong ổ bụng và các bất thường như là các khối u. Sờ kỹ thuật sẽ là sờ nông đến sờ sâu, sờ từ vùng dưới phải, từ vùng hố chậu phải, hoặc sờ từ vùng hố chậu trái đi lên, sờ từ vùng không đau đến vùng đau. Trong khi sờ cần quan sát nét mặt bệnh nhân. Ta đặc biệt lưu ý các điểm đau thượng vị, điểm giữa từ mũi ức đến rốn, điểm mắt bên này, điểm giữa gai dầu trước trên và rốn, điểm liệu quản trên bên phải và trái cách rốn 3 phát ngón tay, điểm đau mất phi. Rồi, phiền anh lật tắt người lại, ta sẽ kiểm tra điểm đau mayoraption. Điểm mayoraption là giới hạn bờ ngoài cơ thẳng lưng và xương sườn số 12. Anh có đau không ạ? Dạ không có. Rồi, anh hãy nằm ngửa lại. Tiếp theo trong sờ bụng, ta sẽ sờ sâu. Trong khi sờ, cần tìm các khối u cục. Ta sẽ thực hiện nghiệm pháp Murphy. Ở đây bệnh nhân có đau hàng sườn phải. Đau. Rồi, nghiệm pháp Murphy dương tính. Nghiệm pháp Murphy dương tính có thể là bệnh nhân bị viêm túi mật cấp. Ta sẽ thực hiện sờ gan và sờ lách. Sờ từ vùng hố chậu phải đi lên. Sờ gan. Khi sờ thấy bờ dưới gan cần mô tả vị trí, mật độ, bề mặt có nhân hay không, bờ sắt hay tù. Ta sẽ thực hiện sờ lách. Sờ thấy lách thì bệnh nhân bị lách to. Ở đây ta không sờ thấy lách, bình thường. Cảm ơn anh đã cùng tôi thực hiện khám bụng. Bây giờ tôi sẽ cho anh đi làm một số xét nghiệm để nhận định đúng rõ hơn về tiến triển bệnh của anh cũng như là chỗ đau. Dạ, đúng bác sĩ. Rồi. Mời bệnh nhân tiếp theo. Chào chị, mời chị ngồi. Chào bác sĩ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Nguyễn Phúc, chuyên khoa tai mũi họng. Chị cho phép tôi hỏi là chị tên gì, bạn nghe chị bao nhiêu tuổi? Tôi là Lê Ngọc Khánh Vy, năm 2018 tuổi. À, vậy thì hôm nay chị đến đây vì lý do gì? Tôi bị tái khám bệnh sĩ với bác sĩ. Tái khám bệnh sĩ. Vậy thấy bệnh tình của chị đã đỡ hơn chưa? Vẫn chưa bác sĩ ơi, tôi đã dùng thuốc một tháng mà vẫn chưa thấy khỏi. Một tháng chưa khỏi. Vậy có hỏi là do chị đã sử dụng sai cách bệnh tình liền? Đâu có đâu bác sĩ, tôi thấy tôi dùng đúng mà tôi sử dụng cho chị xem. Sai đúng cái này không bác sĩ? Không phải, sai rồi. Ủa? Sai.
hết thì trước bác sĩ kia không có gì nói chị hả? Không, tôi nghĩ vậy đó, tôi không hỏi. Chết thiệt. Tại cái thuốc chị đang sử dụng á, đó là Pentolin dạng MDI. Thì cái thuốc này á, dùng để đặt chị lâu dài và nó có tác dụng nhanh. Tuy nhiên á, nếu mà chị không sử dụng đúng cách á, thì có thể là ảnh hưởng nghiêm trọng đến bệnh của chị. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn với chị cách sử dụng cái bình thuốc này. À mà trước hết á, thì chị có biết á, cách là xem thuốc trong bình này còn hết khi nào không? Vậy tôi sẽ hướng dẫn cho chị luôn. Thì thường á, đối với những cái loại bột xích này á, này thì nó sẽ có một của số liều trên đây. Chỉ khi mà của số liều này hiện về con số 0 á, thì thuốc hết. Tuy nhiên á, đối với tập của chị á, thì nó lại không có. Nhưng mà nếu mà chị sử dụng đều đặn hàng ngày á, thì rất là đơn giản. Chỉ cần lấy á, cái số liều trên đây nè, có ghi trên mỗi chai thuốc á, chia cho cái số ngày sử dụng là chị biết thuốc còn hết. Trường hợp chị quá bận rộn, không thể sử dụng đều đặn được á, thì chỉ còn một nước á, đó là chị ghi vô một cuốn sổ hàng ngày để tiện theo dõi. Cái việc thứ hai cần lưu ý á, là chị cần phải á, vệ sinh sạch sẽ cái này để tránh nhiễm khuẩn mà gây ra một số bệnh khác. Rất là đơn giản thì chỉ cần á, lấy là bông gòn khô hoặc là khăn giấy sạch á, là lau xung quanh cái này. Và nhất á, là vệ sinh sạch sẽ cái phần này, miệng bình xịt. Bây giờ tôi sẽ thực hiện các bước để sử dụng bình xịt. Đầu tiên á, thì chúng ta phải lắc liên tục bình xịt trong vòng 5 giây. Đúng rồi chị. Tiếp theo á, thì chúng ta sẽ mở nắp bình xịt ra. Ở đây có một điểm lưu ý á, là nếu á, chị mới sử dụng bình xịt mới á, thì chị nên xịt 4 phát trước. Hoặc là nếu mà chị để bình xịt quá 2 tuần không sử dụng á, thì chị cũng nên làm tương tự á, để kiểm tra coi bình xịt còn hoạt động tốt hay không. Và chúng ta tiếp tục á, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn với chị cách cầm bình xịt á. Thì để cầm bình xịt thì chúng ta cầm 4 ngón tay sao cho phần đáy chai thuốc hướng lên trên và ngón tay nhỏ đặt lên trên phần đáy chai thuốc như vậy. Đây, chị cầm thử cho tôi xem. Đúng rồi. Còn về tư thế thích đó thì chúng ta sẽ làm đứng thẳng hoặc là ngồi thẳng ngồi lên như vậy. Tiếp theo khi mà trước khi hít đó thì chúng ta cần phải hít một hơi sâu và thở ra. Đến khi hít hơi trong phổi. Bước tiếp theo á thì chúng ta là đưa phần miệng của mình xịt vào trong miệng, vừa ống vừa hút từ từ trong vòng 6 giây. Bước tiếp nữa thì chúng ta sẽ nín thở liên tục trong vòng 10 giây và sau đó thì thở ra từ từ qua cả miệng và mũi. Đó là kết thúc các bước. Nếu mà chị cần liều tiếp theo á thì chị phải đợi từ 15 tới 30 giây nữa và thực hiện lại á, từ bước á, lắc mình xịt cho đến kết thúc á, là bằng bước thở ra. Bây giờ chị còn điều gì thắc mắc nữa không? Vậy thì giờ chị hãy sử dụng lại cho tôi xem thử. Ông hết trong vòng 6 giây. Sau khi vẫn khoảng 10 giây. Rồi, rất tốt. Cơ bản thì chị đã nắm được các bước. Mà còn hai điều tôi cần lưu ý cho chị nữa là sau khi xúc xong á, thì chị nên súc miệng kỹ lại á, để tránh nhiễm nấm. Và phải á, là vệ sinh sạch sẽ cái phần miệng mình xịt lại để tránh bị nhiễm khuẩn. Và bây giờ thì tôi sẽ tiến hành một số xét nghiệm cho chị để theo dõi diễn biến bệnh của chị. Mời chị theo tôi.